Gà nhà tôi được 45 ngày tuổi, sau khi tiêm vaccine Newcastle từ 3 đến 4 ngày thì gà có hiện tượng là đi ngoài phân vàng, phân trắng nhớt, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào. Chị Thị thân mến, câu hỏi này của chị đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Dung tư vấn như sau. Vâng, thì đối với gà mà sau khi tiêm cái vaccine Newcastle hệ 1 thì nó có cái hiện tượng bị tiêu chảy, phân vàng, phân trắng nhớt. Thế thì đây không phải là lý do cái vaccine nó tạo ra. Mà cái vaccine Newcastle ấy có thể, rất có thể là cái giai đoạn đó là nó sức khỏe đang yếu. Thế và nó bị nhiễm với cái phân vàng nhớt và phân trắng ấy, thì đây là bị nhiễm cái vi khuẩn Salmonella kết hợp với nhiễm cái vi khuẩn E. coli, cho nên dẫn đến hiện tượng tiêu chảy như vậy. Thế thì để điều trị cái hiện tượng này ấy, thì tôi tư vấn cho khán giả là nên sử dụng cái mua cái kháng thể kháng cái vi khuẩn E. coli, có thể cho uống 2 lần trên ngày và cho uống 3 ngày liền. Thì song song với đó thì cần phải dùng cái thuốc để mà điều trị cái vi khuẩn Salmonella bằng cách có thể dùng thuốc Trimethoprim kết hợp với sulfamethoxazole, hoặc có thể dùng fluoxetine, hoặc có thể dùng thuốc norfloxacin, hoặc có thể dùng thuốc flumiquin, có thể lựa chọn một trong các thuốc đó để cho uống một lần trên ngày và cho uống từ khoảng 5 ngày liền, liều lượng theo dẫn sản xuất. Thế và trong quá trình điều trị như vậy ấy, thì theo tôi ấy, là cần phải nâng cao sự đề kháng cho đàn gà để làm sao cho quá trình điều trị nó nhanh khỏi và sau đó phát triển tốt, bằng cách cho uống cái chất điện giải gluco KC kết hợp với vitamin tổng hợp và men tiêu hóa, pha vào nước cho đủ uống thay nước liên tục trong vòng từ 3 đến 5 ngày liền. Thì với cái phác đồ điều trị như vậy là chúng ta sẽ giải quyết căn bản được cái bệnh mà do nhiễm vi khuẩn Salmonella cũng như là vi khuẩn E. coli. Nhưng có một điều mà chúng ta phải chú ý, đối với bệnh truyền nhiễm bao giờ cũng thế, là phải dùng cái thuốc tiêu độc khử trùng để mà phun thuốc để mà diệt cái mầm bệnh ngoài môi trường, và đặc biệt đối với bệnh đường tiêu hóa. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống,
bám bên này nhá, đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vất quá thẻ ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệu ca lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chỉ lấy được 46 triệu. Xin chúc mừng anh chị. Dạ, chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tự bán ra khác, kia làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền không, còn lớn như không què chân không lở tốn công bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.